Hoài Linh được đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn, bác sĩ yêu cầu danh hài phải nhập viện để theo dõi tình trạng sức khỏe kỹ lưỡng hơn. Tối ngày 7 tháng 1, nghệ sĩ Hoài Linh được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ yêu cầu danh hài nhập viện để theo dõi tình trạng của anh. Nghệ sĩ Khát Phượng, đại diện cho Ngưu, thông báo trên trang cá nhân rằng 67 bị nhiễm trùng đường ruột vì ngộ độc thức ăn, tiêu chảy và tiểu da máu, sốt cao và mê man. Một người thân của danh hài cho biết hiện anh lúc mê lúc tỉnh nên cần nằm ở bệnh viện để tiếp tục được theo dõi. Theo kế hoạch, live show của đội Hải Linh được với chủ đề Chú Lùn và Bảy Nàng Bạch Tuyết sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 1 và ngày 14 tháng 1 tại sân khấu Chống Đồng và nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Vào 10 giờ sáng ngày 8 tháng 1, các nghệ sĩ sẽ có mặt tại sân khấu chống đồng để tập luyện. Tuy nhiên, việc Hoài Linh nhập viện đã khiến nhiều người hoang mang. Tổng đạo diễn Cát Phượng quyết định tạm hoãn live show Chờ đến khi sức khỏe của đàn anh thân thiết ổn định, hiện tại nữ nghệ sĩ hài chưa biết rời lại đến khi nào bởi tình trạng sức khỏe là trên hết. Ekip đang dừng các hoạt động bán vé và hoàn trả lại tiền cho khán giả đã mua trước đó. Ngoài ra, các nhân viên hậu đài cũng đang tháo gỡ băng rôn, quảng cáo, chương trình ở các sân khấu.